Hello mọi người, lại là Hà đây. Bây giờ Hà sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách chăm sóc tệp bạn bè và cách để gửi lời mời chúc mừng ngày lễ quốc tế thiếu nhi tới con của bạn bè khách hàng đã thường xuyên tương tác với mình nhé. Thì cái mà mình nhắn tin nhiều ấy, thì Facebook nó sẽ ưu tiên hiển thị hơn. Ví dụ như Hà có cái bài này này, đang có 124, 163 comment, thì bây giờ Hà sẽ... Mọi người muốn quét comment hoặc cảm xúc ở cái bài viết này thì các bạn sẽ ấn nút 3 chấm ở bài viết, các bạn chọn copy link, tức là sao chép liên kết ấy. Facebook của Hà đang chuyển sang tiếng Anh. Sau đó các bạn mở phần mềm Inbox FB ra. Mẹ cho con có cái tin nhắn nha. Các bạn mở phần mềm Inbox FB ra và các bạn mở mục quét cảm xúc. Thì chỗ này có hai mục quét cảm xúc và quét bình luận, các bạn chọn mục nào nó cũng ok. Quét cảm xúc thì nó nhiều hơn. Thì Hà sẽ bắt đầu quét cảm xúc, các bạn ấn giữ tay vào cái dòng này, nó sẽ hiện cái nút pad, tức là các bạn dán link vào đây và các bạn chọn bắt đầu quét. Thì nó sẽ quét ra được những người mà đã thả cảm xúc vào bài viết. Rồi, ok, quét cảm xúc thành công. Các bạn ấn nút lưu lại. Thì chỗ này nhá, ví dụ bạn này chưa có con, các bạn bỏ họ ra. Tại vì là mình đang muốn chúc họ, con của họ ấy. Thì đây toàn là bạn bè của các bạn hết mà. Cho nên các bạn sẽ biết ai có con, ai chưa. Thì các bạn sẽ bỏ họ ra. Đây, người này là chưa có con, mình bỏ ra đi. Các bạn chịu khó chút. Người này, con trai của mình cũng ấy đi, bỏ ra đi. Rồi, chút nữa mình sẽ... Thôi được. Các bạn chịu khó chút. Để tạo ra một cái tệp chất lượng thì mình cần phải xem như thế này. 160 người. Chịu khó chút nhá. Hà sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn không... Những ai, ví dụ đây là đang là tin nhắn này là để mà chúc mừng 1 tháng 6. Còn những tin nhắn mà chào hỏi bình thường thì... họ chưa có con vẫn ok, cho nên các bạn có thể để họ lại bình thường. Đó. Rồi, ok, lưu mục đã chọn. Rồi, các bạn chọn lưu mục đã chọn. À, chưa đặt tên. Các bạn đặt tên cho tệp. Bạn cảm xúc. Đó, ví dụ vậy. Đó, ok, thì các bạn trở lại nhé. Các bạn ấn 2 lần trở lại và các bạn chọn vào mục tệp đã lưu. Đây, sẽ hiện ra bạn cảm xúc đây. Thì bây giờ các bạn vào mục này, gửi tin nhắn này. Các bạn... đặt một cái, ví dụ Hà đang, Hà lúc nãy Hà đặt một cái mà Hà đặt một cái như thế này rồi, thì bây giờ các bạn tới các con của, đây lúc nãy là mẹ đúng không? Thì bây giờ các bạn trong mục này sẽ có bố mẹ, cho nên là các bạn có, các bạn có thể để như thế này cũng được. Khi mà mình để bố mẹ thì tại vì trong tệp này có cả con trai con gái nên các bạn để cả bố cả mẹ. Ví dụ như vậy.
Ok. Rồi. Bây giờ các bạn trở lại các bạn vào mục tệp đã lưu. Các bạn chọn bạn cảm xúc, các bạn ấn vào cái nút 3 chấm. Các bạn chọn gửi tin nhắn. Các bạn ấn chúc ngày lễ. Các bạn chỉ cần ấn vào đây thì bắt đầu nó hiện nút vui lòng đợi thì đăng loạt. Đăng loạt thì chỗ này các bạn đợi chút. Ồ. Mình xóa cái bạn này rồi mà vẫn để à. Cho cái tệp kia có một bạn Hà không muốn gửi tin nhắn vào nên Hà đổi thành tệp này. Đó. Anh bắt đầu gửi. Anh bắt đầu gửi là ok. Xem một tin nhắn xem nào. Ờ, ok. Chà. Đấy, lúc nãy là Hà đặt là bố mẹ last name đúng không? Last name tức là tên Facebook của bạn này là Nguyễn Thị Duyên. Khi mà Hà để last name thì sẽ thay bằng tên cuối cùng của Facebook là Duyên. Đó, thì bây giờ sẽ thành tên tin nhắn nó sẽ thế này. Đó, các con của bố mẹ Duyên. Đó, ví dụ như vậy. Chỗ này thì thực tế thì các bạn để vợ chồng thì nó hay hơn. Các con của vợ chồng Duyên nhá. Đó, ví dụ như vậy thì nó ok hơn. Đó. Rồi, các bạn thấy ok chưa nào? Mình thoát ra thì phần mềm nó vẫn chạy nhá. Các bạn chỉ cần ấn cái nút home là được, đừng ấn nút quay trở lại. Phải nút hôm ấy. Ok. Rồi, các bạn thắc mắc gì thì các bạn inbox cho Hà qua Zalo 0986185191 hoặc là Facebook Trịnh Thu Hà. Hà sẽ hướng dẫn các bạn thêm nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.